Bốn thời điểm vợ chồng nên ly thân khi ngủ để cả hai khỏe đẹp. Hạnh phúc. Không phải lúc nào vợ chồng ngủ chung cũng tốt. Có những trường hợp vợ chồng nên ngủ riêng để bảo vệ sức khỏe cũng như hôn nhân. Shelby Harry, giám đốc sức khỏe giấc ngủ của tổ chức Sleep A Police, chia sẻ rằng ly thân khi ngủ là biện pháp vợ và chồng ngủ riêng tạm thời hoặc vĩnh viễn do sự khác biệt về cách ngủ, thói quen, sở thích hoặc do chứng ngủ ngáy. Theo chuyên gia, vợ chồng nên ly thân khi ngủ. Trong các trường hợp sau. 1. Hai người có lịch sinh hoạt và thời gian ngủ khác nhau. Nếu hai vợ chồng có lịch sinh hoạt và thời gian đi ngủ khác nhau, chẳng hạn một người thích ngủ sớm, dậy sớm, người còn lại thích đọc sách, chơi game và đi ngủ muộn hơn thì nên ngủ riêng. Khi ngủ riêng, giấc ngủ của mỗi người sẽ trọn vẹn hơn, không làm ảnh hưởng đến người còn lại. Việc vợ chồng có những thói quen sinh hoạt khác biệt, thời gian ngủ khác nhau nhưng vẫn ngủ chung một giường có thể gây phiền toái cho nhau không chỉ làm ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình. 2. Một trong hai hoặc cả hai người ngủ không sâu giấc. Nếu thường xuyên bị mất ngủ hay do công việc phải thức dậy giữa chừng, đặt báo thức, thì vợ chồng nên ngủ riêng phòng. Như vậy sẽ tránh ảnh hưởng đến giấc ngủ của người còn lại. 3. Một trong hai người ngáy to hoặc tiểu đêm nhiều. Nếu vợ hoặc chồng ngáy quá to, tốt nhất cả hai nên ngủ riêng để tránh làm ảnh hưởng đến nhau. Ngoài ra, nếu vợ hoặc chồng hay đi tiểu đêm thì cũng có thể xem xét việc ngủ riêng để tránh trường hợp người còn lại cũng bị đánh thức lúc nửa đêm. 4. Hai người có sở thích khác nhau. Khi ngủ chung, vợ chồng cần có sự thống nhất về các vấn đề như chăn đệm, ánh sáng, nhiệt độ phòng. Đôi khi hai người có sở thích không giống nhau khiến một trong hai người phải nhường nhịn người kia dẫn đến ức chế tâm lý. Cách tốt nhất là hai người nên thỏa thuận với nhau và có thể chia ra ngủ riêng chuyên gia gợi ý các cặp vợ chồng nên bàn bạc với nhau và đưa ra lựa chọn. Không nên phản ứng quá gay gắt hay căng thẳng theo kiểu anh ngáy nhiều quá, em sẽ ngủ ở chỗ khác, hoặc đuổi một người ra khỏi phòng ngủ. Mặc dù việc ngủ riêng không hủy hoại mối quan hệ nhưng hai bên cũng phải nỗ lực nhiều hơn để duy trì hạnh phúc gia đình. Hãy dành thêm thời gian để thân mật bên nhau. Ngoài ra, các cặp vợ chồng có thể sẽ nhận được câu hỏi từ gia đình và bạn bè về việc ngủ riêng. Tuy nhiên, hãy suy nghĩ theo hướng tích cực về lợi ích của việc ngủ riêng mang lại cho thể chất và tinh thần